Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 24 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo đề án tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh của Thanh Hóa đến năm 2025. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm và các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay Thanh Hóa có 64 tuyến đường tỉnh cấp kỹ thuật từ cấp 3 đến cấp 6 với tổng chiều dài hơn 1.500 km. Các tuyến đường tỉnh có vai trò quan trọng trong kết nối các tuyến quốc lộ, trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến đường tỉnh được xây dựng từ lâu, 80% là đường cấp 5, cấp 6, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, 77,6% kết cấu mặt đường láng nhựa, qua thời gian dài đã xuống cấp hư hỏng. Hiện nay có tới 60% tuyến đường tỉnh đã quá hạn đại tu, tức là đã có trên 10 năm khai thác nhưng chưa được nâng cấp cải tạo. Trên hệ thống đường có nhiều rãnh dọc, địa hình ta luy dương, chưa được đầu tư rãnh dọc là nguyên nhân chính dẫn đến các tuyến đường bị đọng nước, hư hỏng gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường. Hơn 60 cầu có tải trọng thiết kế thấp, nhiều cầu đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn khai thác. Với hơn 1.500 km đường tỉnh thì nhu cầu sửa chữa mỗi năm theo quy định khoảng gần 370 km. Tuy nhiên thực tế những năm qua, tỷ lệ đường tỉnh được sửa chữa hàng năm chỉ đạt trung bình 60 km. Hiện nay, định mức kinh phí bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh là 34 triệu đồng 1 km một năm với đường miền xuôi, 46 triệu đồng 1 km một năm với đường miền núi, theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, mới đáp ứng khoảng 25-35% so với nhu cầu. Để bảo trì, nâng cấp cải tạo kịp thời hệ thống đường tỉnh, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, đáp ứng năng lực vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, dự thảo đề án tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh của Thanh Hóa đến năm 2025, đề xuất nhu cầu vốn bảo trì các tuyến đường tỉnh phù hợp với hiện trạng thực tế và khả năng bố trí của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đề xuất tăng định mức kinh phí cho công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa vừa theo tiêu chuẩn và định mức của Bộ Giao thông Vận tải với tổng kinh phí khoảng 770 tỷ đồng trong 5 năm. Đối với 1.000 km đường tỉnh cần sửa chữa lớn, nâng cấp cải tạo, kiến nghị bố trí nguồn vốn để thực hiện theo nhu cầu đầy đủ với kinh phí khoảng trên 9.400 tỷ đồng. Trong đó ưu tiên xây dựng, bổ sung hệ thống rãnh dọc trên đường tỉnh qua khu dân cư kết hợp gia cố lề, mở rộng tăng cường kết cấu mặt đường nhằm giảm đọng nước mặt đường gây hư hỏng. Ưu tiên sửa chữa lớn, nâng cấp cải tạo tại các tuyến đường có nền đường yếu, lưu lượng giao thông lớn, kiểm định sửa chữa xây mới một số cầu mới thay thế cầu yếu không đảm bảo an toàn khai thác. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao dự thảo đề án tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh của Thanh Hóa đến năm 2025 do Sở Giao thông Vận tải thực hiện. Hệ thống đường tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong kết nối các vùng miền, các khu dân cư, khu kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nên việc có một đề án chủ động để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp là rất cần thiết. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo hướng thống nhất với đề xuất tăng mức bảo trì thường xuyên, sửa chữa vừa cho đường tỉnh trên cơ sở tính toán chi phí thực tế nhằm đảm bảo chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa. Đối với việc nâng cấp cải tạo sửa chữa lớn 1.000 km đường tỉnh, kiểm định đầu tư sửa chữa các cầu yếu trên tuyến, yêu cầu đề xuất danh mục đầu tư từng tuyến đường và cầu theo thứ tự ưu tiên để bố trí đầu tư trung hạn và các chương trình dự án nâng cấp đường giao thông giai đoạn 2021-2025. Cũng trong ngày hôm qua 24 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình chăn nuôi lợn sau dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Thanh Hóa là tỉnh có tổng đàn lợn trong tốc đầu của cả nước. Thời điểm trước khi xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi vào tháng 2 năm 2019, tổng đàn lợn của Thanh Hóa khoảng 1,2 triệu con. Đến cuối năm 2019, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh giảm bằng 80% so với trước dịch. Ngay từ khi đang xảy ra dịch, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề phải giữ bằng được đàn lợn ông bà cũ kỹ để sau khi kết thúc dịch bệnh sẽ có điều kiện khôi phục lại đàn lợn một cách nhanh nhất. Chính vì vậy, công tác tái đàn, khôi phục đàn lợn của tỉnh Thanh Hóa thuận lợi và được triển khai nhanh. Tính đến ngày 16 tháng 4, sau hơn 3 tháng đẩy mạnh công tác tái đàn, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh tăng đáng kể, bằng 96% tổng đàn trước dịch. Có 8 doanh nghiệp trang trại quy mô lớn mở mới đi vào hoạt động, 4 doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi lợn với quy mô tổng đàn hơn 300.000 con. Ngoài ra, Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Kết quả trong năm 2019 đã có 35 cơ sở chăn nuôi lợn được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh, là tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ trong xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng xác định còn nhiều khó khăn bất cập trong công tác tái đàn như khan hiếm nguồn cung cấp con giống đảm bảo chất lượng, an toàn dịch bệnh. Tỷ lệ chăn nuôi ở nông hộ áp dụng chăn nuôi an toàn còn hạn chế,
tâm lý lo sợ dịch bệnh tái diễn nên một số chủ trang trại, doanh nghiệp còn cân nhắc chưa mạnh dạn đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền trân trọng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả cho công tác chống dịch của Thanh Hóa. Và cho biết, Thanh Hóa luôn xác định nông nghiệp là một trụ cột tăng trưởng quan trọng, trong đó chăn nuôi là lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển. Thanh Hóa đang tập trung xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học gắn với chuỗi liên kết sản xuất, đồng thời thực hiện nhiều cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa với mục tiêu trở thành một trong những tỉnh có tổng đàn lợn lớn nhất cả nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định Thanh Hóa xác định nông nghiệp là một trụ cột tăng trưởng, là một hướng đi đúng đắn và phù hợp với thực tế địa phương, đồng thời đánh giá cao cách làm của Thanh Hóa trong phát triển chăn nuôi cũng như phòng chống dịch tả lợn châu Phi và tái đàn sau dịch. Việc số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm 33% và số trang trại tăng 68% so với trước dịch là minh chứng cho sự đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của Thanh Hóa trong việc khôi phục đàn lợn sau dịch. Thì chính có cái an toàn sinh học này mới phát triển và mới giữ được các doanh nghiệp. Mà tôi cho là các anh tham mưu với ủy ban là cũng chuẩn đấy. Không tham mưu chuẩn thì không thể có một cái cơ cấu đàn lợn như này. Khẳng định là tỉnh rất nhiều cái chính sách hay, rất là phù hợp, mà nhiều cái đi tắt đón đầu. Nếu không nhận định tình hình, không có nghị quyết tỉnh ủy, không có giải pháp ủy ban, không chỉ đạo ủy ban thì không có kết quả như vậy. Đặc biệt là cái chỉ đạo của tỉnh về chống dịch, một cái tỉnh như thế mà chết có 214.000 con, 5%, cả nước đầu con hơn 2%, sản lượng 9%. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị Thanh Hóa tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi, giết mổ, chế biến, vì dư địa của lĩnh vực này còn rất lớn, không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong tỉnh mà còn phục vụ cho xuất khẩu. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2020, Phật lịch 2564, hôm qua ngày 24 tháng 4, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy gửi tới thượng tọa, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, các cụ ni trưởng ni sư cùng quý chư tôn đức tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong tỉnh lời chúc sức khỏe, thân tâm thường lạc, cát tường như ý, đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo Thanh Hóa đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống an bình, ấm no hạnh phúc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh vượt qua những khó khăn thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là trong bối cảnh chống dịch như chống giặc. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tin tưởng rằng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục vận động bà con Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống quốc thái dân an, thực hiện đúng với đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Thay mặt ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, thượng tọa Thích Tâm Đức, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, được hoạt động đúng pháp luật trong thời gian vừa qua. Đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động chức sắc tăng ni Phật tử trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện nhân đạo. Trong đại lễ Phật Đản năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ban trị sự sẽ không tổ chức các hoạt động với quy mô cấp tỉnh, cấp huyện mà hướng dẫn các nhà chùa, các tăng ni Phật tử thực hiện các nghi lễ chính theo quy mô cấp chùa, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng lãng hoa, trao thư và quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chúc mừng đại lễ Phật Đản cho ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 24 tháng 4, câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh phía Nam đã trao thiết bị vật tư y tế và gạo ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 cho ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh dự lễ tiếp nhận.
hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam đã phát động các doanh nghiệp, doanh nhân là con em Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chung tay ủng hộ tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau một thời gian phát động, câu lạc bộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ 30 tấn gạo, 10.000 khẩu trang, 10 máy khử khuẩn, 1.000 chai nước sát khuẩn, 1.110 lít nước sát khuẩn với tổng trị giá 700 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo câu lạc bộ cho biết những phần quà này là tấm lòng, tình cảm của những người con xa quê hướng về Thanh Hóa với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các doanh nghiệp, doanh nhân người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết nguồn vốn đóng góp ủng hộ của câu lạc bộ sẽ được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sử dụng hiệu quả thiết thực nhất cho công tác phòng chống dịch. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam đã trao cho hai huyện Quảng Xương và Nông Cống mỗi huyện 10 tấn gạo. Từ nguồn ủng hộ này, các huyện sẽ kịp thời hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 137, người Nghệ An, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2 đã xuất viện ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên, đến chiều ngày 23 tháng 4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nhận được kết quả xét nghiệm lần thứ 5 của bệnh nhân số 137 lại dương tính với SARS-CoV-2. Đến 23 giờ đêm ngày 23 tháng 4, bệnh nhân đã được đưa trở lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục cách ly điều trị. Qua khai thác thông tin từ phía bệnh nhân, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xuất viện, bệnh nhân số 137 thuê xe riêng về địa phương và có dừng lại ăn tối tại một nhà hàng trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, ngày 24 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia xác định nhà hàng mà bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 137 ăn tối là nhà hàng Tuân Thịnh tại thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Bệnh nhân ăn tối tại cơ sở này trong khoảng thời gian từ 19:30 đến 19:45 ngày 22 tháng 4. Bước đầu, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định có 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 137 đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện Tĩnh Gia tại xã Hải Hòa. Có 22 trường hợp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Ngành y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện cách ly y tế tại nhà. Ngoài ra, qua khai thác thông tin, có 18 khách đi xe đường dài không rõ địa chỉ đã ăn uống tại nhà hàng Tuân Thịnh trong khoảng thời gian từ 19:30 ngày 22 tháng 4 đến 8:00 ngày 24 tháng 4. Đối với địa phương tiếp tục coi như là đưa thông báo để rồi khuyến cáo với toàn thể nhân dân những cái trường hợp mà có tiếp xúc với cái gia đình nhà anh Tuân thì tiếp tục đến trạm y tế để rồi khai báo theo quy định. Đây một trường hợp hy hữu do cái khách qua đường vào buổi tối, cho nên là cái sự kiểm soát đó thì như vậy là nhà hàng cũng chưa thực hiện đúng theo cái quy định mà khuyến cáo của địa phương cũng như ban chỉ đạo. Qua sự việc lần này cho thấy, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tĩnh Gia chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của huyện Tĩnh Gia cũng làm chưa tốt công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Bởi thời điểm tối ngày 22 tháng 4, khi bệnh nhân số 137 ăn tối tại nhà hàng Tuân Thịnh, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách hàng ăn uống tại cơ sở. Được biết trước đó, trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, báo chí cũng đã phản ánh thực trạng nhiều nhà hàng ở xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia ngang nhiên phục vụ ăn uống tại cơ sở, bất chấp quy định cấm. Căn cứ theo quy định thì gia đình này đã vi phạm và chúng tôi đã yêu cầu ban chỉ đạo xã tiến hành biên bản hành chính và xử lý theo quy định pháp luật. Như vậy, tại Thanh Hóa, hiện đã có đối tượng tiếp xúc F1 với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngoài ra, hiện nay, hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh đã hoạt động trở lại. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương và nhân dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Những trường hợp sử dụng dịch vụ của nhà hàng Tuấn Thịnh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 đến nay yêu cầu chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và cách ly y tế theo quy định. Từ ngày 21 tháng 4, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 của tỉnh Thanh Hóa đã quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, các nhà trường đều đã ổn định nền nếp, xây dựng chương trình học tập cho học sinh phù hợp với nội dung giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nhà trường được thực hiện thường xuyên. Huyện Thọ Xuân có 47 trường trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với gần 17.000 học sinh đã quay trở lại trường học. Bên cạnh yêu cầu là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện triệt để việc đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường trước khi vào trường, các nhà trường đã sắp xếp bổ sung bàn ghế để giãn cách tối đa học sinh trong lớp học. Các nhà trường cũng đã tăng cường các giải pháp quản lý học sinh trong thời gian giải lao giữa các tiết học và thực hiện phân luồng học sinh lúc tan trường. Đặc biệt, các trường đã lập sổ theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong từng buổi học. Trường Trung học phổ thông Lê Lợi thì có 93 cán bộ giáo viên và hơn 1.600 học sinh. Khi học sinh quay trở lại trường thì tâm lý giáo viên và học sinh rất là phấn khởi bởi vì trong một thời gian dài nghỉ học thì thầy cô và học sinh đều rất nhớ trường, nhớ lớp. Và khi học sinh quay trở lại trường thì tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đều chấp hành rất tốt các quy định về phòng chống dịch COVID và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và của ngành y tế. Phòng giáo dục chúng tôi phân công cụ thể từng lãnh đạo chuyên viên để kiểm tra đôn đốc nhắc nhở từng trường trong cấp trung học cơ sở và thường xuyên theo dõi, yêu cầu các nhà trường là cập nhật tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và để có những phương án xử lý kịp thời. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, hiện có khoảng hơn 98% học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường học. Những học sinh nghỉ học đều có lý do, không có học sinh nào có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Cùng với việc yêu cầu các nhà trường báo cáo trực tuyến hàng ngày, thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác dạy và học, cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà trường. Qua kiểm tra cho thấy, các nhà trường cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác phòng chống dịch hiện nay của các nhà trường là do sĩ số học sinh mỗi lớp học tương đối lớn nên việc giãn cách học sinh vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng học sinh tụ tập đông trong giờ ra chơi, chủ yếu là học sinh khối trung học phổ thông. Các nhà trường trực thuộc, các phòng giáo dục phải hết sức chú ý để thực hiện thật tốt các cái quy định mà ngành y tế đã quy định và đảm bảo chịu trách nhiệm trước cấp ủy chính quyền địa phương, trước cấp trên về cái việc an toàn cho các em, đảm bảo các điều kiện để cho các em yên tâm học tập. Thanh Hóa đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan vẫn hiện hữu do diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang phức tạp. Do đó, các nhà trường tuyệt đối không được chủ quan lơ là mà cần phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, khuyến cáo phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vì vậy việc giảm giá điện và tiền điện trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 của năm 2020 là sự chia sẻ lớn của ngành điện đối với khách hàng để cả xã hội cùng chung sức vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định vừa là nơi cách ly y tế, vừa là nơi cách ly tập trung các đối tượng thuộc diện cách ly của huyện Yên Định. Vì vậy, bệnh viện sẽ được giảm 100% tiền điện cho khu vực dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 và giảm 20% tiền điện cho khu vực dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Trong cái hoạt động phòng chống dịch thì cái mảng hậu cần nó rất là quan trọng. Thì nó có liên quan đến nhiều thứ. Nhưng mà trong sinh hoạt của cái khu vực phòng chống dịch ấy, thì vấn đề điện, vấn đề nước là những yếu tố nó quan trọng cũng như là các cái yếu tố về chuyên môn. Cho nên khi mà được giảm giá điện hoặc là giảm giá nước ấy, thì nó hỗ trợ rất nhiều cho cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cái khu cách ly. Chính sách giảm 10% giá bán lẻ điện cũng được áp dụng đối với gần 38.000 khách hàng là các cơ sở sản xuất kinh doanh đang sử dụng điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đây là những khách hàng có lượng điện tiêu thụ lớn hàng tháng. Và với những đơn vị sản xuất quy mô lớn, tiền điện phải trả lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng, thì giảm 10% tiền điện trong tháng cũng là con số đáng kể. Cái chính sách mà giảm giá điện 10% trong vòng 3 tháng thì đối với đơn vị chúng tôi thì cũng là hết sức quý giá. Bởi vì một đơn vị chúng tôi thì sản xuất
tiêu thụ lượng điện rất là lớn, mỗi tháng thì khoảng 12 tỷ, một năm gần 150 tỷ tiền điện. Và cái việc mà có cái chính sách hỗ trợ kịp thời như này thì cũng phần nào giúp được cho doanh nghiệp giảm bớt một phần khó khăn, khắc phục quá trình sản xuất cũng như là khôi phục lại cái quá trình sản xuất trong cái thời gian tiếp theo. Chiếm số lượng lớn trong cơ cấu khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa có đến 724.400 hộ dân. Trong đó có nhiều hộ là đối tượng chính sách và là hộ có hoàn cảnh khó khăn, được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Tuy rằng không lớn nhưng mà cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn lao. Đối với người chính gia đình chắc và những gia đình khó khăn thì cũng không phải là nhiều nhưng mà cũng giải quyết một phần khó khăn trong hiện tình hiện nay. Trong đợt giảm giá lần này, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng sẽ thực hiện giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, sau khi giảm giá đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch. Giảm 10% giá bán điện đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, chợ, điện nông thôn, điện khu tập thể, cụm dân cư, điện cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt và giá bán buôn điện cho mục đích khác. Với chính sách này, Thanh Hóa sẽ có trên 783.000 khách hàng được giảm giá bán điện và tiền điện trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi được hỗ trợ tiền điện các kỳ hóa đơn trong vòng 3 tháng, đồng thời tính toán công khai minh bạch số tiền điện được giảm, được hỗ trợ trên bản thể hiện hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện gửi đến quý khách hàng. Sáng qua ngày 24 tháng 4, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chấm lựa chọn 10 ý tưởng vào vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên lần thứ 6 năm 2020. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 6 đã thu hút 160 tác giả, nhóm tác giả với 160 ý tưởng khởi nghiệp. Trải qua vòng sơ khảo, căn cứ vào từng lĩnh vực, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 15 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng 2. Đồng thời, thành lập hội đồng tư vấn cho các thí sinh về phương pháp, cách thức xây dựng đề án khởi nghiệp để tiếp tục lựa chọn 10 ý tưởng của 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Đây là những ý tưởng có tính khả thi và tính ứng dụng thực tiễn cao, có khả năng thực hiện và đem lại lợi nhuận phù hợp với các tiêu chí khởi nghiệp. Theo kế hoạch, vòng chung kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2020. Tháng 2 năm 2019, được sự giúp đỡ của các chuyên gia Viện Dược liệu Hà Nội và Công ty Cổ phần Dược Trường Thọ về khảo sát và đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, anh Lê Khả Hoàng ở thôn 1 Tân Sơn, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, mạnh dạn trồng thử nghiệm hơn 2 hectare cây hoài sơn hay còn gọi là củ mài tại thung Ba Cửa, thị trấn Vân Du. Bước đầu mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình anh cải thiện thu nhập. Là cây bản địa nên kỹ thuật trồng cây hoài sơn khá đơn giản, chăm sóc dễ dàng, nhân công ít, vốn đầu tư thấp nhưng lại cho thu nhập cao hơn so với trồng mía, dứa. Đặc biệt trong suốt quá trình sinh trưởng của cây, gia đình anh không phải sử dụng bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Kết quả xét nghiệm cho thấy củ hoài sơn do gia đình anh trồng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, hàm lượng các chất allantoin và diosgenin có tác dụng làm lành vết thương, chống viêm và tổng hợp nội tiết tố cao. Do đó, toàn bộ sản phẩm hoài sơn sau khi thu hoạch và sơ chế đã được Công ty Dược Trường Thọ bao tiêu. Cái năm đầu tiên này tôi trồng cái củ mài này là tôi cũng trồng thí điểm 2 ha. Thì cái sản lượng của nó cũng được khoảng 15 tấn trên 1 ha. Thì trồng cái đầu ra bao tiêu cho công ty thì nó cũng năng suất cao hơn các cái mọi cây trồng khác. Ước tính trên diện tích 2 hectare này, với mức giá 50.000 đồng 1 kg, gia đình anh Hoàng thu về gần 1 tỷ đồng. Hiện gia đình anh tiếp tục đầu tư vốn mở rộng diện tích lên 5 hectare. Từ hiệu quả mô hình của gia đình anh Lê Khả Hoàng, có thể thấy việc trồng cây hoài sơn đang mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại Thạch Thành. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.